Để ao lắng sẵn sàng các bạn nha. Nước trong ke vậy nhưng mà cũng chưa ưng. Đấy. Nước mà nó còn xanh là đánh thêm oxy già 15 kg. À, 15 kg cho hồ này nha. Đấy. Sau đó là mới bơm vào. Và khu nuôi này có đặc biệt là rất là sạch, các bạn thấy không? Đấy, rất là sạch. Kỹ lưỡng từng cái cọng cước cột. Đấy. Rồi đây bơm vô nha. Để bơm vô, để thang đi lên. Đó, bơm vào. Đó. Nước chạy từ ngoài biển vào, cấp qua cái ao đất bên kia và từ ao đất bên kia cho các bạn thấy là thúc tím bên kia này. Đó, thúc tím này. Đó, rồi bắt đầu nó chạy qua cái hồ kế bên này nè. Đó, chạy tràn thôi nha. Hồ đây. Đó, xong rồi mới mở ống chạy tràn qua hồ này. Đó, hồ này. Hồ này á, khi mà chảy tràn qua ok rồi bắt đầu khóa lại bắt đầu nước nó trong lại rồi, bắt đầu mới đưa qua hồ này. Đó. Qua hồ này thì từ hồ này bắt đầu mới đánh oxy già để mà trong nước. Đó. Oxy già trong nước ha, rồi mới cấp vào nuôi. Đấy, nuôi chuẩn vậy, nuôi thành công hết các bạn.